5 4 3 2 1 bắt đầu. Dê đi dê vào. Rồi. 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 Quá hay. Ai. Mấy chữ. Dạ. Làm việc luôn. Rồi. Ôi giời ơi, chép là chép. Thì hạ thấp để thủ tổ xuống để tìm giật ra chép rồi đó. Không biết đâu mày phải quen nó làm gì? Đấy, đó vào. Xuống thì lấy. Nhấp xuống đấy. Thank you.
thứ trắng còn. Con chui này vào để mách. Người cái đuôi như nào anh gì ấy. Nước thế nhá. Con này rồi cắt lấy. Người làm cái gì chạy chui giỏi này đây. Mắt nào cần tao dẻo à, dính kìa, dính cả bác à. Mưa cả ngày mưa thì hôm qua mưa to luôn, được hai con sáng luôn, nhau rồi thả rắc dính ngay à. Mấy con rồi đóng có bụng nhớ rồi, còn đóng má. Con tươi này cao rồi. Nó có xương rồi. Đúng rồi, ăn. Con đến ổ bên này đấy. Khả năng con này con cuối cùng rồi. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Đẽo hay hơn. Có thế đâu à? Đẽo là hay hơn. Đâu đâu? Để à. Ui xuống đẹp quá. Cho mấy nắp. Thoải mái đi để sang cạnh. Cho vào lắp. Đang ở trong hồ khai trương, bây giờ anh lại đang lên hồ ấy thì tí nữa lửa tiếng và tiếng anh về anh nhớ cho nhá. Ừ, để anh được mấy cân không anh? Anh vào quán trương. Con này hơi kinh ấy. Con này về 8 cân. Tuyệt vời. Úi dồi ôi, phèo không được kìa. Hút cứ phèo lên, hút cứ phèo lên không được kìa. Trong vẫy luôn nhịp đẹp. Ờ, cũng nhịp đẹp không được. Tặng. Nguyên chùi. Cái gì? Ú độ cũng gặp, lên kia ông nọ đánh hố ông gì nhỉ? Cái gì mái trong ấy? 5 4 3 2 1 Hết giờ nhá!
Vậy là kết thúc ca câu ở cái hồ câu đài 88 là tại các em ạ. Nay mình đánh 36. Xong chuyển sang 40 rưỡi 44, nhưng mà từ 36 mình phá mất ổ. Đánh trượt mấy con nó tung vảy nó chạy phá mất ổ, nhưng mà mất ổ không lấy được nhiều nhá. Hôm nay cũng mất ổ chắc là rất nhiều. Đây kết quả câu đây anh em. Mồi câu thì đơn giản đấy, có 3 gói thôi. Đây, đây. Nhìn thấy chưa? Được tất cả các bà con này. 3 chép, 4 trôi, 1 chấm. Đấy, mồi là mồi câu thì nửa gói chép mới, nửa gói chấm cỏ. Mồi xả thì nửa gói chép mới, nửa gói chấm cỏ, cộng 1 gói chấm 1. Đúng không? Đơn giản đấy thôi anh em. Chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong các buổi câu tiếp theo. Anh em theo dõi kênh YouTube của Mồi Câu Ông Vương thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới nhé. Mồi câu Hùng Vương, dùng là mê, câu là phê.